Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra thì có một anh có viết comment như thế này, thì anh viết comment hơi khá dài đó, thì anh có viết nè: em cảm ơn bác rất nhiều, chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe. Bác cho em hỏi thêm, em có dùng đồng hồ đo vôn để theo dõi thì kích nó lấy điện từ bình ắc quy trước chứ không phải lấy điện từ sạc MBT 40A. Cụ thể lúc đo đầu ra của sạc MBT 40A là 13.8V, điện áp của bình ắc quy là 13.6V, đo dòng vào kích là 13.6V, vậy là nó lấy điện từ bình ắc quy trước chứ không phải lấy từ sạc MBT trước ạ. Vậy làm cách nào để nó lấy điện từ sạc MBT trước rồi thiếu nó mới lấy từ bình ắc quy ạ? Dây từ sạc MBT em dùng dây dây 2, dùng 2 dây 6 ly đơn, dây câu bình ắc quy là dây 6 ly. Rồi thì qua câu hỏi của anh thì và lời chúc anh thì xin cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ. Đó thì bây giờ qua cái câu hỏi của anh thì tôi cũng xin tóm tắt ngắn gọn để trả lời với anh như thế này nha. Rồi thì anh đang thắc mắc về tại sao cái áp 13.8V từ cái dây sạc MBT xuống bình, còn cái dây từ bình là lên kích thì nó lại là 13.6V, nó trùng khớp với cái áp của bình. Đó, anh đang thắc mắc là anh nghĩ là nó lấy điện từ bình. Thực tế như thế này anh ạ, đối với cái điện DC này thì cái áp nào cao thì nó sẽ lấy trước, do cái áp từ sạc MBT nó cao hơn áp bình, tất nhiên rồi. Đó, nếu mà anh đo thử cái dây á, ngoài cái sạc MBT đi, cái dây mà từ đường pin đi xuống con sạc á, nó còn cao hơn nữa. Đó, nó còn cao khoảng 14-15V đến con sạc, rồi con sạc á, nó mới còn là 13.8V, đến cái bình là 13.6V. Như vậy là nó đã phù hợp rồi anh ạ, từ cao nó phải xuống thấp. Đó, nhưng mà cái con kích á, nó gặp cái áp nào cao thì nó sẽ lấy trước đó ha. Nhưng ở đây anh thấy nó trùng hợp là với cái áp bình là 13.6 và cái đường dây kích nó lấy là 13.6, đúng rồi anh ạ. Đó, chứ không thể nào mà cái dây kích nó là 10 13.8 rồi cái bình 10 13.6 được, như vậy là không được. Nó phải đồng áp với đây là đồng áp cái bình, nhưng mà do cái đường dây của cái sạc đi xuống lúc nào cái áp nó cũng phải cao hơn. Đó, nó đưa xuống đến cái bình rồi thì nó gặp ngay chỗ giao tiếp giữa dây cái dây sạc đi xuống đến cái cọc bình, và ngay đây là cái chỗ giao tiếp gặp như là cái dây của kích, thì đó dây kích nó sẽ lấy luôn từ cái điện mà con sạc MBT nó tạo ra, thì nó sẽ lấy trước, tại vì cái sạc MBT nó tạo ra một cái áp, một cái dòng điện, và cái áp nó cũng cao hơn, nó cao hơn so với cái áp của bình ắc quy thì nó phải lấy trước rồi anh ạ. Đó thì cái vấn đề này anh cứ yên tâm đi ha. Đó thì dây có cái chỗ mà anh thấy nói về dây 6 ly, anh câu bình dây 6 ly thì nó hơi nhỏ nè. Nếu mà không biết bình anh câu xong xong anh nói tiếp thì anh có thể là đi dây đôi ha. Đó, đi dây đôi. Nếu mà dây 6 ly thì ví dụ như anh câu bình song song hoặc nối tiếp thì anh có thể là anh đi dây đôi, đi hai cộng như thế này. Đó, cho nó đảm bảo an toàn cái dòng truyền. Nếu mà anh để ý lúc mà anh xả tải á, anh xả tải mà anh rời thử cái cộng điện, mà ví dụ như anh không biết anh cái hệ anh là hệ 12 hay là hệ 24, nếu mà anh lúc anh xả tải lớn á, anh sờ vào mấy cái cọng dây điện á, mà anh thấy nó cảm thấy nó lạnh lạnh á, nó bình thường á, nó éo ấm nhẹ thì không sao nha. Còn nếu mà anh nó nóng lên á, nó nóng mà lúc anh có sử dụng tải á, thì anh nên thay cái đường dây hoặc là mình chấp đôi ba cộng gì đó, hai cộng chụm vô thành một, hoặc là ba chụm vô một để mình tăng cái đường truyền nó lên ha, cho nó đảm bảo cái đường truyền, cho nó hạn chế cái đường dây quá tải anh. Rồi thì qua vài thông tin chia sẻ cùng anh, cái vấn đề anh đang thắc mắc là cái kích nó lấy điện từ bình trước hay là từ kích trước. Này thì nó chắc chắn là nó lấy từ cái sạc xuống trước rồi nè. Cái này thì khá lâu rồi tôi cũng đã làm rồi, tôi thử rồi, tôi sử dụng thì tôi cũng hay tò mò vọt vẹt, tôi đã làm rồi, tôi thử đủ hết rồi. Thật ra cái kích đó, nó lấy điện cái áp nào cao thì nó lấy trước, đó là như vậy nha. Tất nhiên rồi hả, nếu mà cái áp sạc đi xuống cao thì nó phải lấy trước rồi. Đó, rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo câu hỏi của một anh có viết như thế này: cho mình hỏi, bạn mình có 400W pin năng lượng mặt trời, khi cho dây xuống sạc cho bình mình đấu thêm một sạc suơ nữa đi riêng ra để sạc cho bình lithium ion khác có được không bạn?
tức là một sạc cho pin ắc quy còn một sạc khác cho pin lithium ion như vậy có sạc được không và có ảnh hưởng gì đến dòng sạc cho hai sạc không bạn? Cảm ơn bạn nhiều. Và cái vấn đề của anh nêu ra thì ngay cái ngày đầu tiên của tôi á, mới sử dụng cái tấm pin năng lượng đầu tiên á, đó cách 3-4 năm về trước, thì tôi cũng sử dụng hai điều khiển sạc, sạc cho một cái bình nước và một cái bình khô đó, được nha anh. Đó như thế này thì nối điện DC thì xưa kia tôi đã sử dụng cái bình này thì tôi đã hiểu sơ qua về cái loại điện DC. Sau này tôi mới sử dụng cái pin năng lượng để sạc bình thì tôi hay tò vò vọc vạch lắm, vừa sử dụng vừa vọc vạch đó. Thì tôi mới để ý cái bình nào nó có cái dung lượng lớn và nó đối điện thì nó sẽ hút điện. Nó sẽ hút điện cái kia, ví dụ như anh có cái bình ắc quy và cái khối pin lithium đúng không? Nếu mà cái nào có dung lượng lớn và nó đối điện cái áp nó thấp hơn thì nó sẽ hút điện nhiều hơn so với cái còn lại. Khi nào mà nó hút đầy rồi á, nó ngang bằng với áp thì nó mới chia đều ra. Thì để chia sẻ với anh như vậy, nhưng mà hoàn toàn cái câu trả lời của tôi là được, anh dùng 400W pin đó đi xuống một đường dây thì anh chia ra hai cái con sạc ha, sạc cho hai cái hệ lưu trữ khác nhau vẫn được ha, bình thường nó không có ảnh hưởng cái gì hết. Cái đó là tôi đã sử dụng qua rồi đó, nhưng mà mình sử dụng vậy nhưng mà cảm thấy sạc thì cái pin mình ít sạc nó lâu đầy thôi. Nếu mà mình cái lượng pin mình nó nhiều thì ok, sạc thì nó vẫn đầy hết hai cái đó. Nhưng mà có cái là cái nào dung lượng nhiều và nó đối điện cái áp nó thấp thì nó sẽ ưu tiên trước đó. Khi nào hai cái áp nó bằng nhau thì nó có thể là chia đều ra ha. Còn nếu mà cái pin nó đối điện áp nó thấp thì cái pin nó sẽ lấy nó ăn nhiều điện hơn, còn cái pin thì nó chỉ làm gì, nó sững sững nó đứng đó. Đó, đến khi nào cái pin nó gần đầy rồi, nó ngang với cái áp pin thì lúc đó nó chia hai ra. Đó. Rồi còn ví dụ như cái pin áp nó thấp hơn áp pin hoặc nó đối hơn thì nó sẽ ăn điện nhiều hơn so với áp pin. Đó, nó chia ra vậy đó anh ạ. Thì hoàn toàn là được anh ạ. Không có vấn đề gì ha, tôi đã sử dụng qua rồi. Ok, thời đó tôi sử dụng cũng tôi sạc cái trường hợp một cái tấm pin 150W thôi. Tôi sạc cho cái pin á. Đầu tiên tôi sử dụng cái bình khô khởi động là 100A ha, tôi sạc cái bình đó và một cái bình nước 50A nữa, tấm pin 150W tôi chia ra hai con sạc, tôi sạc cho hai cái. Đó là vậy, trong khi sạc là tôi đã kiểm chứng rồi là ok, không có vấn đề gì. Đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh yên tâm mà sử dụng ha, xin cảm ơn anh. Tiếp theo là câu hỏi của một anh có viết như thế này. Hôm nay các anh viết câu hỏi khá là dài nha. Đó, thì anh có viết như thế này. Xem những video trước của anh, thấy anh có sử dụng một thiết bị đo điện AC dạng cắm vào ổ cắm khá tiện lợi, kết nối cũng đơn giản. Em định mua một cái giống vậy nhưng không biết nó đo có chính xác không, hay anh có biết được thiết bị nào khác có chức năng tương tự như vậy dễ lắp đặt mà đo có độ chính xác cao hơn không, nhờ anh chỉ giúp, cảm ơn anh. Rồi thì có anh ạ. Cái trường hợp này thì để tôi chia sẻ với anh. Rồi đây, như tôi lên Shopee đây nè. Đây là một cái công tơ điện tử nha. Đây là cái công tơ điện tử, tức như là cái đồng hồ điện đo điện trong gia đình. Đó, giá cả anh cũng thấy ha, chỉ hơn 100.000 thôi. Nó rẻ hơn là cái đồng hồ đo công suất cái vít cắm ngày xưa. Đó, cái đồng hồ này cái công tơ điện tử này nó có lỗi 4 thông số. Nó có đo cái công suất đó, nó đo cái công sức nha anh. Thì cái này thì anh đã biết rồi, cái gì gia đình nào cũng có và có bán ở khắp mọi nơi. Ví dụ như anh muốn mua cái này cũng dễ, nếu anh ra tại địa phương của anh thì anh mua cái công tơ điện tử 4 thông số, nó đo được ví dụ như dòng nè, rồi áp nè, rồi công suất nè, đó, rồi ngay cả nó lưu lại cái số điện của mình sử dụng. Nó rất là hay ho và cái cách kết nối nó cũng đơn giản, nó kết nối chỉ hai đường dây đi vào và hai đường dây đi ra. Tôi ví dụ như đây là cái cổng dây điện từ cái kit anh đi ra đó, đi ngang đây, thay vì cái ngày xưa cái của tôi là cái đâu để tôi tìm bên này, đây nè. Đó, cái anh hỏi là cái của tôi nè, cái tôi đang sử dụng đúng không? Cái đồng hồ đo fit cắm này thì nó đo giới hạn, cái công suất của nó đo chỉ là 3.500W đổ lại mà thôi. Nhưng cái này nó rất là di động, đó, mình muốn cắm đâu cũng được. Còn cái công tơ điện tử thì anh đã biết rồi.
thì lắp. Ví dụ như anh muốn đo ra các thiết bị tải thì ví dụ như cổng điện đi ngang thì anh cắt cái cổng điện ngang, thì anh cứ đo, anh chỉ cho đi vào và ra hai cổng điện nha, thì cái dòng điện đi ngang đó thì nó sẽ căng đông đo đếm. Thì anh đã hiểu rồi, cái công tơ điện tử nó đo rất là chính xác đó. Tại sao cái công tơ điện tử nó đo chính xác? Tại vì những cái công ty sản xuất những cái thiết bị mà căng đông đo đếm này, đặc biệt là cái công tơ điện tử này, đòi hỏi cái độ chính xác phải cao, có kiểm định mới cho ra cái thị trường. Đó là cái con số chính xác là tương đối là 99,9% đó. Ra anh đòi hỏi là cái thiết bị nó đo thì nó độ chính xác cao, thì theo tôi nghĩ cái công tơ điện tử, mà cái công tơ điện tử cái loại bốn thông số nha, nó đo được là cái dòng cái áp và cái công suất đó. Và cũng có loại những cái công tơ điện tử nó chỉ lưu cái số mình sử dụng thôi, nó không có đo cái công suất mình sử dụng. Như ở đây nè anh, đó ở đây tôi có lắp một cái nè ha, cái này thì nó không có đo cái công suất nha, nó chỉ nó lưu số điện mình sử dụng thôi. Còn cái như tôi cho anh thấy trên hình đây ha, thì cái này nó đã có đo cái công suất. Thì cái này chắc tôi nói đến đây anh đã hiểu rồi ha. Đó, nên không dài dòng nữa, thì anh muốn đo có độ chính xác và dễ kết nối nhất thì có thể là anh tham khảo qua cái công tơ điện tử này ha. Tôi thấy trên Shopee giá cả nó trên 100.000 thôi. Nó rẻ hơn so với cái đồng hồ vít cắm của tôi. Đây nè, cái đồng hồ vít cắm thì nó 160 mấy ngàn. Đó, thì hồi xưa tôi cũng mua đâu tầm tầm trăm mấy á, đâu trăm ba, trăm trăm tư, trăm rưỡi, trăm sáu gì á, tôi mua trên Shopee. Thì cái này á, nên là ở địa phương ít có bán. Còn nói về cái công tơ điện tử hình như là chắc ở địa phương nào cũng có bán. Tất nhiên là anh ra cái tiệm điện á, cái tiệm điện có bán, thì anh hỏi anh mua cái công tơ điện tử bốn thông số đo được cái công suất mình sử dụng á. Rồi về thì cái cách kết nối á, thì nó y hệt như là nó đơn giản dữ lắm. Cái đơn giản thì nó chỉ là y hệt như mình lắp cái như là cái cầu dao CB à, hai dây vào và hai dây ra thôi. Nhưng mà nó có khác cái điểm là cái đồng hồ vít cắm này, thì đồng hồ vít cắm này nó rất là di động, mình muốn cắm ra mình rút đâu cũng được hết. Còn cái kia mình kết nối dính vào dây rồi thì nó hay là cố định một chỗ, nhưng mà nó có cái là cái độ đo chính xác nó là chắc là chính xác cao á, cao tuyệt đối. Còn cái ngày xưa cái này tôi dùng tôi cũng đo nó cũng là chính xác đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh ha. Cái thiết bị công tơ điện tử này thì rất là dễ mua rồi và dễ kết nối rồi, mà giá cả cũng phải chăng là ha, nó rẻ hơn cái đồng hồ vít cắm của tôi ngày xưa ha. Cái đồng hồ vít cắm mà bây giờ anh mua thì thật ra bán tập trung ở nơi các tỉnh thành lớn, chứ nơi địa phương tôi thấy hình như các thiết bị đo mà cái dạng như là di động vậy nó hơi khó. Còn những cái công tơ điện tử thì chắc có thể là tràn lan khắp mọi miền đất nước rồi, ngay chỗ nào cũng có, miền ở chợ huyện ngay nơi ở có tiệm điện là phải có bán cái công tơ điện tử rồi. Nhưng mà anh phải mua cái loại mà bốn thông số đó. Rồi là như vậy nha anh, xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi thì bây giờ tôi cũng xin tạm dừng video, còn khá là nhiều câu hỏi của anh em á, anh em nêu ra khá là nhiều câu hỏi, nhưng mà hôm nay anh em mà tôi bắt bận bịu công việc quá, công việc đồng áng á, nên bây giờ cũng chiều tối rồi, tôi sợ mà làm trả lời hết các câu hỏi của anh em á thì cái video tôi làm ra không kịp để đăng lên vào tối, vào đúng 7 giờ tối đêm nay để cho anh em tham khảo rồi. Đó thì những cái câu hỏi của anh em á, nếu mà nay tôi trả lời được thì qua ngày mai ha. Còn bây giờ thì tôi xin tạm dừng video, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha.